Chú Ba Bò, cây mai mua chân Tết mà sao nở bông hết trơn vậy? Cũng ba mày không, tao giao cây mai của tao cho ông Trâm, ông ngã bệnh cái tao phải ra chợ mua cây mai 4.650.000 á. Tăng Tuấn Tú, Tú Chờ, Tú Chờ đã chết. Pháp danh của Bần Tăng bây giờ là Thích Tu. Chịu quá anh Tết đi anh ơi. Chú Ba Bò, cây mai này chú mua tầm 4.650.000 không? Chính xác, sao mày biết vậy? Thí chủ đây là... Tao là thân bạn mày, mày là Tú Chờ, giờ là Thích Tu. Ba anh hả? Sắp chết rồi. Thằng này tên Hận mới đúng. Yên tâm, tôi sẽ cho ông ở cái miếng đất đắt nhất cái xứ này. Tao biết ngay là mày tới đây có ý đồ xấu mà. Ủa, mày nói sắp chết mà. Thằng này thằng nào vậy? Mất dạy! Lên Sài Gòn kiếm ăn khó lắm mày. 30 tuổi rồi mà cái mặt nhăn nhúm như là con bò đẩy cả chục lứa. Thử ngủ xe đò mười mấy năm đi, có già hay không biết liền. Mày mẹ đi mày ơi. Mày không mày? Mày quên, tao tưởng tao còn tưởng. Tao nói bằng tuổi tổ cha mình chứ bằng tuổi đứng lại.